Mới vừa rồi cô làm gì tôi vậy hả? Tôi đã được các chuyên gia lập trình thêm rất nhiều trạng thái sức khỏe và cảm xúc của con người trong thời gian qua. Vừa lúc nãy tôi phân tích chủ nhân, anh đang rơi vào trạng thái cần phải được tôi cấp cứu ngay lập tức. Nếu như chủ nhân làm quen với tôi nhiều hơn nữa, tôi có thể vì chủ nhân mà làm rất nhiều thứ hơn anh nghĩ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Cô ấy tính làm gì vậy? Sao cổ lại làm được vậy? Đau lưng rồi. Bình tĩnh coi cổ làm cái gì tiếp kìa. Trời ơi! Ôi, ở đây làm tôi hết hồn à. Tôi đang đói bụng lắm á. Em gây ra cái đống rắc rối rồi đó. Vậy mà bây giờ còn dám ngồi đây ăn mì nữa hay sao? Đâu có bị lộ gì đâu. Đột nhiên để em lại đó thành một đứa ngớ ngẩn. Em cứu vớt vậy là được lắm rồi. Em hiểu được cụm từ cứu vớt có nghĩa là gì không? Em thì hiểu được bao nhiêu về sự việc lần này mà dám tự ý hành động chứ? Trong đầu em chứa đựng thứ gì vậy? Em có chút khái niệm về việc này hay không? Em suy nghĩ mà đau không hả? Em đang làm cái gì vậy? Anh tới rồi hả? Anh không bao giờ kêu em làm như vậy hết. Làm ơn hãy suy nghĩ trước khi làm đi. Thời gian qua mọi người vì tôi mà vất vả nhiều lắm rồi. Vất vả cho mọi người rồi. Nếu sau này có thể gặp lại nhau, tôi nhất định sẽ mời mọi người uống rượu cùng với tôi một lần. Anh hãy mau thay đổi khuôn mặt của robot đi. Anh sẽ đổi thôi. Tại sao anh lại lấy khuôn mặt của em ra để làm sản phẩm chứ? Đúng là bị điên rồi mà. Ôi trời ơi. Wow. Hai người này thiệt tình. Đúng là không hiểu gì hết trơn. Con người kiểu gì mà cứ mỗi lần nổi giận là lại bỏ đi mất như vậy chứ? Sau khi làm cho người ta nóng hết máu lên là đi mất. Ngày xưa đã như vậy một lần rồi, bây giờ vẫn. Chia tay đi. Hãy sống cho tốt. Giống mi chang, y như đúc luôn. Chào mừng, rất hân hạnh chủ tịch Martin. Đường xa vất vả cho ông rồi, chắc chắn ông rất mệt. Tôi không sao. Bản hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn sàng nên ông có thể yên tâm nghỉ ngơi vào tối nay. Tốt. Ồ. Xin lỗi ông nha, tôi xin phép một chút. Chuyện gì? Quỹ việc chuyển nhượng nhóm R&D của đóng tàu Đê Giang đi. Không thể bán nó với giá mà tập đoàn Bond đưa ra được. Cậu đang nói cái gì vậy? Không biết mai là ký hợp đồng rồi sao? Vì cậu nói sẽ lo chuyện tiếp nhận và chuyển nhượng đóng tàu Đê Giang nên tôi mới buông tha đâu chứ. Nhưng tôi thấy có vẻ cậu không thể tiếp tục việc ký kết hợp đồng này được. Nè Kim Min Kyu. Nè Kim Min Kyu. Có chuyện gì không được ổn sao? Ở nhà mình có cơm mà, sao điên vậy làm tốn tiền? Bữa ăn này không phải cho chị ăn đâu, mà là cho đứa cháu của em còn đang ở trong bụng chị ăn đó nha. Con bé này. Chuyện hôm qua xin lỗi em nha. Em còn cảm thấy có lỗi hơn chị nhiều nữa. Lúc nãy em cũng đã trả lại tiền vốn vay tiết kiệm rồi. Em lấy đâu ra số tiền đó vậy? Tiền từ trên trời rơi xuống, em lượm nhanh rồi đem trả lại thôi. Rất nhiều luôn á nha. Đó là nỗi vậy, cho chị lấy ké với. Đây là của em sao? Giặt quần áo chị thấy nó trong túi của em. Trời ơi, sợi dây chuyền. Nếu cưng xuất hiện thì chị đây thật sự không nói nên lời. Cũng không còn mặt mũi nào đối diện với tên chó điên đó nữa rồi. Hừ.
Mình nói sẽ kiện nên cô ta sợ đó hả? Anh xin lỗi đi, nếu không tôi sẽ đập vỡ nó ra mà trả lại cho anh đó. Sao? Xin lỗi hả? Chuyện anh nghĩ tôi là lừa đảo, chuyện anh đánh tôi như chó, tôi cảm thấy rất uất ức về chuyện mà anh đã làm vô cùng đó. Cô đang giỡn mặt với tôi đó hả? Không xin lỗi tôi không trả, ráng chịu à nha. Nè, thà cô cứ đòi tiền chuộc với tôi đi, tôi còn suy nghĩ lại mà làm. Rõ ràng cô đã lấy dây chuyền của tôi. Vậy mà còn nói dối là không có, đã vậy người đã lừa dối tôi lại còn đòi tôi xin lỗi nữa sao? Mắc cười quá hả? Sợ dây chuyền sao? Người như cô muốn đập vỡ nó cứ làm đi. Nhưng mà cô hãy nhớ kỹ, tôi nhất định sẽ tìm ra cô bằng bất cứ giá nào và bắt cô trả giá hết mọi chuyện. Vậy thì sao? Cuộc đời của cô sẽ trở thành mớ hỗn độn không ra gì hết. Nếu tự tin thì cứ thử đi. Nè tên kia, cái thứ trong đầu của anh chắc đó không phải là não mà là đống miệu đông rối bời, có đúng không? Sao? Sao chứ? Tại sao anh không thể tin lời người khác vậy hả? Sao lại nhìn vẻ ngoài mà phán đoán và xuyên tạc? Vì anh mà tôi đã bị thương ở lưng đó. Nếu như tôi cần tiền thì tôi sẽ dùng chuyện đó để làm cái cớ rồi đòi tiền viện phí. Bởi vì tôi không nhớ mình đang cầm sợi dây chuyền, cho nên tôi mới nói anh là tôi không giữ. Và bây giờ tôi mới phát hiện ra, cho nên mới gọi cho anh đi nè. Xung quanh anh không có ai hết hả? Không có bạn hay sao? Không cần theo dõi tôi cũng biết được á. Xung quanh tôi không có ai hết, không có ai hết. Để một loại người như cô ở bên cạnh tôi thì thà cho con robot hơ, bên cạnh còn hơn. Tôi thì làm sao chứ? Tôi có gì không thể bằng con robot đang bị... Sao? Bây giờ tôi đang tính chuyển phát nhanh nó qua cho anh đây nè. Anh mau gửi địa chỉ trong vòng một phút đi. Nếu không hả, tôi sẽ dứt sợi dây chuyền đó vào thùng rác liền cho coi. Thùng rác sao? Này cái cô kia, nè giám đốc Chu, điên khùng kia. Con nhỏ này đúng là bị điên thiệt rồi mà. Gì chứ? Robot đó là ân nhân cứu mạng của mình sao? Chỉ với chuyện đó cũng đáng xài chứ. Bên trái. Bên trái. Đúng rồi, chỗ đó đó. Đúng rồi. Trời thoải mái quá. Xuống bên dưới, bên phải nữa. Dưới. Nếu như anh đồng ý nuôi dưỡng lấy tôi thì tôi có thể làm được nhiều thứ hơn nữa vì chủ nhân. Phải hả? Mình đúng là cần một con robot như vậy. Hay là mình thử nuôi một con robot bên mình coi sao ta.